Hello cả nhà, chào mừng các bạn đến với Quang Vinh Passport ở tại Venice, nước Ý xinh đẹp. Ở tập này thì mời các bạn cùng Vinh khám phá Venice nha, một nơi mà rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Hoạt động đầu tiên Vinh nghĩ là mình nên đi chụp hình, bởi vì ở đây nổi tiếng là cảnh đẹp, mình cứ đưa máy lên là có hình đẹp. Vinh tin chắc là Venice là một trong những điểm đến bucket list của rất là nhiều người, bởi vì đây là một trong những thành phố được cho là đẹp và lãng mạn nhất trên thế giới, là ước mơ của rất là nhiều những người lãng mạn ha. Venice thì nhỏ thôi ha, một cái đảo nhỏ nhưng mà cái địa hình của nó rất là đặc trưng với những cái con kênh rất là nổi tiếng. Và phương tiện di chuyển chính ở đây đó là đi water bus nè, water taxi, hoặc là mình đi gondola, là cái thuyền đặc trưng của Venice. Ngày hôm nay thì Vinh chọn đi bộ thì Vinh muốn dành thời gian để ngắm cảnh nhiều hơn. Đi bộ thì mất thời gian hơn khoảng nửa tiếng là mình cũng có thể len lỏi đi qua khắp các ngõ ngách. Ở đây nhỏ thôi cho nên mọi người không có sợ là mình đi lạc đâu, mình cứ đi theo số đông thôi là cũng tới nơi tới chốn. Thời gian đi lý tưởng nhất đến Venice là từ tháng 4 cho tới tháng 9 hàng năm, và từ tháng 10 trở đi tới tháng 1 thì mọi người lưu ý đó là vào mùa đông, mùa mưa rồi thì mực nước biển sẽ dâng lên. Nếu các bạn muốn thấy được Venice ngập thì mình đi thời gian này. Tất nhiên mùa hè thì đẹp nhưng mà nó sẽ đông khách du lịch hơn. Nhưng mà tất nhiên là Vinh khuyến khích mọi người nên đi mùa hè ha. Vui và có nhiều lễ hội. Và thời tiết cũng rất là lý tưởng nữa. Thành phố Venice có hơn 120 nhà thờ kiểu phục hưng với hơn 60 tu viện, 100 tháp chuông và 40 cung điện. Đó là tha hồ mọi người có thể ngắm. Nếu là bạn thích kiến trúc thì Vinh tin chắc là đến đây mình cũng sẽ bị lạc lối luôn. Vinh thì Vinh thấy ngoài những nhà thờ lớn nổi tiếng đẹp ra thì những nhà thờ nhỏ ở đây thì mỗi một nơi đều có những cái nét đẹp riêng hết. Một trong những lời khuyên của Vinh dành cho mọi người, nếu mà mình đi du lịch đến đây thì mình cứ lạc lối ở Venice. Biết đâu bạn lại sẽ tìm ra những kinh nghiệm thiệt là hay cho cá nhân của mình. Các bạn thấy khung cảnh background hôm nay buổi trưa của Vinh như thế nào? Ở đây là Vinh có ngồi kế bên trạm gondola. Mình có thể thuê các anh lái thuyền ở đây. Bộ đồ cũng rất là đặc trưng của Ý. Ngày hôm nay Vinh ăn mì Ý và tôm hùm, một trong những món đặc sản khi các bạn đến Venice. Đồ ăn hải sản ở đây rất là tươi ngon. Và Vinh nghĩ là Vinh sẽ không có recommend nhà hàng nào, bởi vì ở đây rất là nhiều nhà hàng, bởi vì quá đông du khách. Nhà hàng nào thì chất lượng Vinh nghĩ nó cũng xem với nhau hết. Quan trọng là các bạn đi chơi rồi mình đói bụng thì cảm thấy menu vừa miệng vừa mắt mình thì mình ăn thôi ha, thoải mái. Vinh kêu một con bự này là giá 50 euro, chia ra hai phần, camera một phần, bên một phần. Ăn luôn cái càng đã quá. Trời ơi nó tươi mà thịt nó chắc. Đồ Ý á mọi người, Vinh thấy ăn là ngon nhất châu Âu luôn. Vinh thích đồ Ý. Nêm nếm Vinh nghĩ là khá giống với cái vị ở bên châu Á của mình, đậm đà. Đây nha, cái càng của Vinh đây. Ok. Buon appetito. Sibas. Đây là cá sea bass của Vinh. Ủ muối hồi nãy nhìn cái size hết hồn luôn. Nhưng mà thật ra thì khi mà bỏ cái lớp muối ở ngoài thì cái phần cá này nó cũng không đến nổi. Có thể ăn được, nãy nhìn cá kia biết sao ăn hết nữa. Phần cá này thì khoảng 35 euro. Đó, chỉ làm đơn giản như vậy thôi là Vinh thích nè. Tại vì thịt cá tươi mình không cần phải sốt hay gì hết, mình chỉ ăn với muối tiêu rồi dầu ô liu thôi là thấy ngon. Món rau này thì họ recommend Vinh là ăn món này. Rất thích nha. Đi bộ khoảng nửa tiếng từ ngoài cổng, xong rồi đi vào đây thì mình đã đến được Rialto Bridge, là một trong những cây cầu quan trọng nhất, những cái điểm check-in nổi tiếng nhất ở tại Venice. Chiếc cầu này có từ thế kỷ thứ 16 nha mọi người. Văn hóa cầu ở
Ý thì rất là hay, bởi vì ngoài cái việc là mình băng qua sông thì trên những chiếc cầu này bên trong cũng có rất là nhiều khu shopping trong cái vòm này để mình có thể mua sắm. Hai bên bán quầy lưu niệm, bán những cái mặt nạ này cũng rất là đặc trưng của Ý. Vinh còn nhớ hồi xưa khi mà Vinh đi tới Venice, Vinh đặt khách sạn ngay ở trong đảo. Bởi vì đối với những người mà chưa biết Venice giống như mình được đó thì rất là thích và cứ chọn hoài khách sạn ở trong khu trên đảo này. Đây nha, và cái cảnh này là Vinh sợ nhất trên đời, đó là cảnh khiêng hành lý. Bởi vì mọi người thấy cái địa hình ở đây đó rất là đặc trưng đó, tức là mình phải băng qua những chiếc cầu và những cái con đường như thế này. Đi bộ thì được, nhưng mà nếu mà các bạn có hành lý thì rất là phức tạp nha, rất là nhiều khê luôn để tới được khách sạn. Đó, nhìn cái cảnh này là Vinh sợ lắm, cho nên là một trong những cái recommend của Vinh khi các bạn ở đây, một là mình ở những khách sạn lớn, họ sẽ đưa đón cho mình riêng, có cano đưa riêng, hoặc là mình ở phía ngoài, đợt này thì mình ở phía ngoài Venice thôi, mình chỉ vào đây chơi thôi. Ở phía ngoài thì khách sạn nó sẽ rộng hơn, mới hơn và không có ồn. Còn ở trong này thì cái đảo thì những nhà thì nó cổ, khách sạn nó bên thấy nó cũng cũ hơn. Nhưng mà đó cái cảnh mà đây, cái cảnh mà hành lý là bên không chịu nổi. Đó, những cái khách sạn mọi người ở sẽ dọc dọc ngoài sông đó. Nhưng mà đi vào thì phức tạp lắm. Trừ phi mình chịu tốn tiền qua được taxi thì mình đi vào ngay tới nơi. Nhưng mà lưu ý nha mọi người, chứ cái tiền taxi ở đây là cứ vài chục, vài trăm là chuyện bình thường. Đây mình đang đứng ở trên cầu rồi, và cái view chính ở đây là cái view đẹp nhất. Các bạn thấy khi mà mình research ở trên Google, mình tra về Venice thì sẽ ra cái cảnh này, cảnh đẹp nhất ở tại Venice. Đứng đây thì mình có thể thấy giao thông tấp nập ha. Thay vì trên đường phố thì ở đây là sẽ là tàu và thuyền gondola. Lãng mạn chưa? Wow. Anh đó, anh chị đó tự lái chiếc cano luôn. Giá một chiếc gondola mình đi 30 phút là 80 euro, là đi phía ngoài thôi, cái cano chính. Nhưng mà đi vào những cái nhánh nhỏ, những nhánh sông nhỏ nhỏ phía bên kia đẹp đẹp bên trong á, là mình phải trả thêm 20 nữa, tức là 100 euro cho 30 phút nha mọi người. Các bạn có thể book trước ở trên website, thì có những cái tour họ sẽ bán giá nó ưu đãi hơn. Để mà mình tới đây thì mình có cái booking trước, như vậy thì mình đi thuyền sẽ rẻ hơn. Ngày hôm nay thì Vinh lao tới Vinh đi luôn, không chuẩn bị trước gì hết, cho nên là Vinh bị trả mắt. Vừa thiệt luôn á, đứng đây ngắm cảnh này bao lâu cho đủ hả ta? Thực sự đây là nguồn cảm hứng cho tất cả các công trình trên thế giới. Mọi người thấy là đi đâu cũng sẽ có Little Venice. Thì ở đây mình đang đứng ở Venice xịn nha. Trời ơi, thiên đường kẹo dẻo. À, vô coi. Đây là mình đang tiến vào khu trung tâm shopping. Mình đang đi về hướng San Marco, thì những cái thương hiệu lớn và shopping quen thuộc sẽ nằm ở khu này. Và khu này cũng là một trong những khu mà khách tourist đi đông nhất. Thiệt nha mọi người, vlog này cũng Vinh chỉ muốn xả xuống để cho mọi người ngắm cảnh những cái con kênh thôi là đủ đẹp một tiếng đồng hồ. ngon quá rồi. Đến Ý mình phải ăn gelato nha, món kem Ý truyền thống. Gelato thì được làm bằng sữa và đường, và rất là ít hoặc là không có chất béo luôn, khác với ice cream là như vậy. Và đây là trải nghiệm của Vinh trên chiếc thuyền truyền thống của Venice, gondola.
các bạn sẽ willing để trả 100 euro cho chuyến đi này không? Khoảng gần 1 giờ đồng hồ nha. Vinh thấy giá đó thì cũng ổn, cũng không phải là quá rẻ, nhưng mà thực sự thì với cái trải nghiệm này cũng rất là xứng đáng, bởi vì mình sẽ được đi len vào những cái ngóc ngách. Thay vì mình đi trên bờ mình ngắm cảnh thì Vinh đang ở phía dưới nước và ngắm lên trên phía thành phố. Khi mà Vinh đi buổi chiều hoàng hôn như thế này nè thì cảm giác rất là thích, êm ả, nhẹ nhàng. Các bạn lưu ý là đi buổi trưa nha, rất là nắng. Buổi chiều nắng dịu thế này và mình ngắm hoàng hôn nó sẽ đẹp hơn. Wow, ngồi trên này mới thấy là họ lái thuyền rất là chuyên nghiệp ha. Mặc dù những cái con kênh rất là hẹp nhưng mà rất là nhường nhau, đông nhưng mà vẫn không có hề chạm nhau hay sao đó, vẫn đi được một cái lối đi riêng rất là nhẹ nhàng. Với số tiền 100 euro mà Vinh bỏ ra, Vinh cảm thấy hoàn toàn là xứng đáng, bởi vì Vinh đã chiêm ngưỡng được toàn vẹn vẻ đẹp của Venice trên chiếc gondola này vào lúc hoàng hôn. Wow, một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Trong chuyến đi lần này của Vinh đến Italy thì Vinh được một vinh dự đó là thăm nhà máy và showroom của thương hiệu Gatto, thương hiệu vali duy nhất được sản xuất ở tại Ý. Và đợt này thì Vinh vui lắm bởi vì xem bộ sưu tập mới rất là đặc biệt, chỉ có Vinh mới được thôi nha. Đây mọi người thấy chiếc vali màu xanh này như thế nào, Vinh nãy giờ mê mẩn cái vali màu xanh này. Cách đây 4 năm thì Vinh cũng đã từng giới thiệu đến Don Canto với các bạn ở trong vlog của Vinh rồi. Và Vinh cũng đã giữ cái tiệc khai trương của Don Canto ở tại Việt Nam khi mà mở tiệm đầu tiên ở trong mall ở bên Việt Nam mình. Và ngày hôm nay thì tới xưởng của Don Canto ở Venice luôn ở Ý thì Vinh cảm thấy rất là thích và thấy mê, bởi vì mình được thấy được nhà máy nè, cũng như là những cái collection mà họ sản xuất qua nhiều năm, cũng như là bộ sưu tập mới. Bộ sưu tập mới hồi xưa Vinh làm, không biết mọi người nhớ không, là phía bên kia. Bây giờ thì họ ra thêm cái bộ sưu tập mới này. Chắc hẳn là các bạn đam mê du lịch thì mình cũng sẽ rất là chăm chút vào chiếc vali của mình. Không biết mọi người có như vậy không, chứ riêng Vinh thì Vinh rất là mê vali. Bởi vì mình là người mê đi, mê du lịch thì cái chiếc vali là cái người bạn đồng hành của mình ha, đi khắp nơi hết. Thì Vinh cần những cái chiếc vali nó thật sự là rất là chất lượng. Hôm nay thì Vinh có một được vinh dự là Vinh gặp được một người con của thương hiệu Don Canto, đó là anh Andrea. Đây là một trong 4 người con của gia đình hiện tại, thế hệ thứ 3 của Don Canto. Don Canto là thương hiệu được sáng lập và thành lập bởi một gia đình của người Ý và là thương hiệu vali sản xuất tại Ý duy nhất nha mọi người. Và bây giờ đã tới thế hệ thứ 3 rồi. Rồi Vinh nói một chút xíu về cái chiếc vali mới này. Mọi người có thể thấy cái quality nó rất là đặc biệt. Ảnh giới thiệu với Vinh đây là cái chất liệu tổng hợp, nó rất là nhiều lớp ở trong này. Và đặc biệt đó là khi mà rớt ở một cái độ cao khoảng 20m thì chiếc vali mình cũng không có hề bị ảnh hưởng gì hết. Hoặc là các bạn thấy là những cái vết gập như vậy nè, mình có thể gập thoải mái, nó sẽ không có bị vỡ ra bao giờ. Chiếc vali này chắc chắn sẽ không vỡ nha. Chày xước thì nếu mà mình xài một thời gian lâu thì có thể chày xước một chút, nhưng mà chắc chắn là vali sẽ không có bị vỡ. Very special wheels. It's very smooth. Ngoài cái ý là chất lượng của nó rất là bền và bảo hành 10 năm thì mọi người có thể thấy mình có thể nhấc một cái chiếc vali to như vậy mà nó rất là nhẹ. Wow. Ở Ý thì mọi người cũng biết là rất là nổi tiếng về ăn mặc nè, về thời trang, về nữ trang, về ẩm thực. Con người Ý cũng rất là thân thiện và Vinh nghĩ là cũng rất là giống với văn hóa người Việt Nam mình. Bộ đồ của Vinh ngày hôm nay cũng là đồ Ý, bộ vest của Canali, mọi người thấy sao?
So đây là anh Andrea, người con của gia đình Roncanto ở tại Ý. Andrea, thank you for having me today. Thank you. It's a thank pleasure you for to coming. Meet you. Really, thank you. And I hope Vietnamese people like our product. Okay. Roncanto is definitely made in Italy product. Mm-hmm. And I, you know, quality is our main point. Okay. I hope to come very soon in Vietnam and enjoy the time with you and in your nice country. Thank you, Andrea. Thank you. Và thương hiệu Roncanto hiện tại cũng đã có mặt ở Việt Nam rồi nha các bạn. Cho nên các bạn hãy đến Roncanto Việt Nam để chiêm ngưỡng cửa hàng cũng như là mua những sản phẩm tốt nhất của Roncanto, thương hiệu vali của Ý. Thương hiệu Roncanto bây giờ đã có hơn 100 quốc gia và hơn 4.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Và đây là mô hình của nhà máy, và Roncanto đang ngày càng xây dựng những cái nhà máy và cái xưởng to hơn rất là nhiều. New warehouse and factory, yes. Warehouse and factory. Is very near from this area, yes. Mm-hmm. And is our dream since a long time. So okay. Yeah. Mm. So it's a dream that it becomes true. Wow. Congratulations. Thank you. Yeah. Your dream come true. Đến Venice thì mọi người nhớ lưu ý phương tiện chính di chuyển ở đây đó là water bus. Mình sẽ đi những chiếc bus phương tiện công cộng. Giá cho hai người là khoảng 15 euro một chiều. Và đó là cái phương tiện duy nhất nha. Ngoài ra thì mình đang đi taxi. Taxi này thì giá khá là mắc. Ví dụ như một chiều mình đi từ trạm xe bus ở ngoài cổng đi vào trong khu San Marco sẽ là 70 euro. Nhưng mà mình thấy cũng là một cái trải nghiệm để cho các bạn có thể có cái sự lựa chọn. Một là mình đi phương tiện công cộng rẻ hơn nhưng mà đông và phải chờ theo giờ. Còn này thì mình muốn đi lúc nào đi. Còn những chiếc thuyền gondola là những cái chiếc thuyền chỉ để tham quan trong những cái dòng kênh nhỏ thôi. Những chiếc thuyền đó thì không có ra được ngoài phía lớn, phải phía ngoài này. Hôm nay thì mình sẽ đi đảo Murano và Burano, những cái hòn đảo nhỏ ở xung quanh Venice. Chắc mình phải chuyển nghề qua đây làm tài xế taxi bên này, taxi water ở đây kiếm tiền ok quá. Nếu đã quá quen thuộc với Venice rồi thì Vinh nghĩ là mọi người nên đến đảo Murano, và Murano cũng rất là gần với Venice. Hai hòn đảo này tuy nhỏ thôi mà Vinh thấy cũng rất là xinh đẹp, và mình có thể chọn nếu mà các bạn ở Venice 2 ngày thì ngày thứ hai các bạn đi qua đây rất là hợp lý. Ở trên đảo này nổi tiếng nhất đó là về thủy tinh. Các cửa hàng bán quà lưu niệm cũng có những cái món đồ rất là xinh xắn. Đây nè, mọi người có thể nhìn thấy rất là đặc trưng của Murano. Thủy tinh Murano là nổi tiếng khắp thế giới nha, về màu sắc, về chất lượng. Giá cả thì rất là cao bởi vì đây là hàng thủ công, làm bởi những nghệ nhân nổi tiếng. Ngày hôm nay thì Vinh chọn đi tour bằng cách là mình mua ở trên mạng thôi. Cái tour của Vinh đi hai đảo có khoảng 37 euro thôi. Là mình tham quan được nhà máy làm thủy tinh, và lát hồi thì Vinh sẽ đi tham quan xưởng làm lace, làm ren. Tour của Vinh đi hôm nay khá là thích. Maximum chỉ có 20 người thôi ha. 37 euro một người. Đi tour khoảng 5 tiếng và đi bằng cái private boat, đi bằng cái thuyền riêng. Vinh thì Vinh thích không khí như thế này nè, rất là nhẹ nhàng và không có quá đông đúc. Cảm giác nó địa phương hơn rất là nhiều. Đây mình đang xem một phần trình diễn của nghệ nhân làm thủy tinh ở đây. Điểm đặc biệt của những cái sản phẩm tại Murano chính là công đoạn thổi thủy tinh đó, được lưu truyền gần 1.000 năm nay của các nghệ nhân. Nếu các bạn để ý thì mình sẽ thấy là thủy tinh của Murano nó sẽ có một lớp vàng mỏng hoặc là bạc trong quá trình sản xuất, nên những cái đồ ở đây nó đều sở hữu những cái màu sắc rất là đẹp. Các sản phẩm thủy tinh ở đây họ cũng rất là đa dạng ha. Mình có thể thấy họ làm đủ thứ hết, từ ly, bình, chén, đĩa, đồ trang trí, và cả những cái vật trang trí trong nhà, đèn chùm, rất là đẹp. Và cũng chính vì làm rất là kỳ công, tinh xảo và thủ công cho nên là cái giá thành thì những cái món lớn nó sẽ rất là đắt đỏ nha.
khi các bạn mua những cái vật mà lưu niệm thì giá nó cũng phải chăng hơn. Đây là một chiếc ren 23.000 euro, mất 3 năm bởi 7 cô gái ngồi đan thì mới ra được một cái bức như thế này. Và đây là một tác phẩm nghệ thuật nha mọi người. Một cái bông hoa nhỏ này thôi là mình mất 1 giờ đồng hồ. Thì mọi người có thể tưởng tượng trong 3 năm mới làm ra một cái miếng cỡ size như thế này nha. Và mình đang ở trong bảo tàng ren ở tại Burano. Đến đây thì một trong những cái hoạt động nổi bật nhất đó là nghề làm ren. Đây, Vinh sẽ mua kỷ niệm trên tay Vinh hai miếng này. Rất là tinh xảo. Và ví dụ một cái ren nhỏ như thế này sẽ mất khoảng 7 ngày và làm việc bởi 7 người thợ khác nhau. 7 người thợ này mỗi người sẽ học một cái kỹ thuật riêng, mỗi người chỉ biết đan một loại thôi. Cho nên là 7 người sẽ làm 7 cách khác nhau. Cho nên khi mà ra khỏi đây thì cũng không có thất thoát được cái ngành nghề này ra. Cái kỹ thuật đó, nó sẽ không có bị thất thoát ra bên ngoài ha. Chỉ có nơi này mới làm được thôi. Như đây là bên mua 2 miếng làm kỷ niệm là khoảng 40 euro. Hòn đảo thứ hai mà Vinh ghé thăm đó là Burano. Sau khi mà Vinh thăm Burano, mỗi đảo cũng nhỏ thôi cho nên mình đi trong một buổi là cũng có thể đi được hai đảo ha. Tới đây thì Vinh cảm thấy là quá đẹp luôn. Nãy giờ Vinh cứ mãi mê ngắm nhìn những cái tòa nhà đầy sắc màu. Những người thủy thủ khi mà họ sinh sống ở làng này á, họ sẽ sơn những cái màu sắc khác nhau cho nhà của mình để mà dễ nhận ra khi mà quay trở về nhà sau khi mà đi làm việc ở ngoài biển khơi. Đó, mỗi một cái nhà một cái màu tượng trưng như vậy thì họ sẽ dễ dàng tìm ra nhà của họ hơn. Và một cái điều vui đó là họ nói thủy thủ thường hay rất là say xỉn nên là cứ sơn màu nhà của mình rồi dễ nhận ra tìm đường về nhà hơn. Bởi vì tất nhiên là hồi xưa thì thiết bị cơ sở vật chất nó không như bây giờ, không có đèn đốm nhiều. Cũng chính vì vậy mà nơi này được sơn rất là nhiều màu và bên nghĩ trở thành một cái điểm iconic ở tại Venice. Như vậy là với 2 ngày thì Vinh nghĩ mình cũng đã đủ thời gian để khám phá Venice, Burano nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog này của Vinh và Vinh hẹn mọi người ở tập tiếp theo của Quang Vinh Passport nha. Bye bye.